là hiểm trở nha. Đi đây nha, đi đường thẳng đấy con, đi đi đây này, đi đường thẳng đây này, núi mòn đừng có lên mà đi vòng vòng vậy. Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nhá. Hôm nay gia đình nhà em dẫn mọi người đi hái trái cây nhá, trái hay Việt quất đó, trái Việt quất. À, cuối tuần mà tôi đi xe hello mọi người. Hello mọi người. Hello. Xin chào tất cả mọi người. À. Rồi đó. Em mất ô tô không? Không mất đâu. Ô tô, tô đỗ ngoài kia mà. Không mất được. Đây là trong rừng mà nhỉ. Nhiều ha. Ok, tiếp tục đi nhé con nhé. Hết kêu. Nhiều quá mà không biết hái nào. Đây mọi người. Yo. Thịt quất đây.
về lục lạ. Đây là chiến lợi phẩm Việt Quất ngày hôm nay đây. Mình nhặt sạch sẽ rồi. Hôm nay được ít thôi. Bởi vì là Tony ở rừng rất là mệt đấy, nên đòi về sớm. Nên tranh thủ chỉ hái được chỗ này thôi mọi người. Đây này, guột chứ, đúng không? Nó là guột chứ. À, xúc á. Mình dùng xúc, mình xúc được chỗ này. Này thì cũng được một nửa mình sẽ để ăn, coi như là ăn tươi đó, mà là xúc ăn thôi trực tiếp, một nửa nó mới chỉ làm nước sáp. Đó, nước sáp không pha nước uống nhá, mát lắm mọi người, mùa này mùa hè mà. Rồi đó, còn thì trái cây nó tươi như vậy nè, nhìn thấy hấp dẫn đó. À, còn nhiều trái cây khác nha, mọi người chỉ đón xem ở những video mà mình sẽ đi hái những trái cây dại ở ngoài rừng và những cái khu vườn, mọi người đón xem nha mọi người. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.